chào một cái. Nó nhớ Khanh kìa. Trời ơi, nó nhớ Khanh kìa. Nó nhớ Khanh kìa. Hai Khanh, khỏe không Khanh? Không có sai đâu. Ai muốn số? Chiến. 60 đồng không có sai đâu á. Cái con này là hai loại luôn, hai máy được chặt đó, máy để chi, máy để cắt, máy để lón, nhà em có ba cái rồi, cái gì nó yếu á, đẹp này, có đầy đủ số mà luôn. Tại sao nếu mà không cần? Không có số là đấy đâu, số là Xương gà mai đốt súp mình đủ rồi. Cô có rồi. Em Vương có đĩa chưa? Mẹ lấy xong, của anh mẹ lấy xong. Ngồi cái cao mà ngồi cái cao.
Tao gọi nó mấy lần rồi mà không thấy nó lên đấy. Chú, ăn đi, chờ chứ. So we're missing a plate for Dion back in. Bò không ăn thịt bò à? Không, mà thịt bò thì đâu có chân. Mà bò thịt bò này. Rồi, mà ăn cái này mà ăn là đến đấy đủ rồi. Ô, 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 hôm nay nhà mình đông quá, hả? À, nhà mình đông nhỉ? Cái gì ra đâu rồi con này? Cái gì ngồi đấy đi? Rồi 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 cứ ăn đi chị ăn đi. Em mới bắt súp xong. Máy không qua rõ nhỉ? Máy chị đâu có rõ như thế đâu. Cái này Samsung mà. Cái của chị Apple này của chị iPhone. Apple. Sáng như thế. Cái Samsung nó sáng chị. Phone này phone cũ nhá, phone cũ bỏ đấy em ơi. Phone cũ rồi. Phone mới một lát nữa. Nhưng mà cái Samsung nó tốt. Chơi con chó Ben Ben xem chơi mấy em đi kìa. Thích chơi xem lắm kìa. Xem ăn đi tự nhiên nó chưa ăn đâu. Xem không ai uống bia không nhỉ bà? Ngoan chưa? Ai làm gì làm cứ chơi mình đi nhỉ? Ngoan quá cơ. Cả không mới sang không phải sao mẹ gọi nó đi, gọi nó mấy lần rồi đấy. Quá nhiều thế Đức Quang gọi Dương đi. Nó ở dưới Ngon. Khanh đâu nhỉ? Khanh đâu? Vân đang làm đâu? Khanh đâu rồi? Ồ nó bế thằng Mai. Mai ồ. Khanh ơi mẹ cháu nó ngồi đây ăn đi. Nhiều đồ ăn lắm đâu phải sợ ăn rồi mà. Là tôi đâu biết. Mày tôi đừng nha. Khanh ăn đi Khanh. Cheese. Huyền lên ngồi Huyền. I'm going to play.
Ngày Chúa Phục Sinh. Actually, it's not Easter Day. Ôi trời ơi, nhìn đĩa ngon quá. Quá ngon. Ăn thịt gì từng đắt. Cắt cho gần đĩa luôn bên này này luôn. Cho anh có hết cái đĩa rồi có hết rồi. Anh vào lấy đi, anh lấy thịt lấy gì anh lấy. Mở ơi, mở ra ăn đi này. Mở ơi, lấy ngồi mở ơi. Ai cũng ăn không ai gọi Mai ở nhỉ? Mai ở ông ăn gì hết nhỉ? Mẹ ơi Mai ở. Mai ở. Nhưng gì mà ghi cái gì sai đấy thì giống như cái cây tự nhiên nó có cái gai nó có cái đổ là ra đó. Mai ồ, ai cũng ăn mỗi mai ồ không được ăn thôi. Cho nó cái thịt bò đấy. Nó mới ăn rồi đấy, nó mới ăn cái gì rồi. Cứ ăn nhá, nhiều đầu lắm đấy. Ăn hết đi. Chúng ta phải luôn. Bây giờ cái này LCBO là không còn ngủ với Nga nữa đâu, cấm hết rồi. 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 Lúc đó đánh nhau vui vẻ là cấm hết rồi. Chạy ra đi ra. Hàng hiếm mà. Bé bé gì Ken hả? Anh nghĩ rồi đấy. Còn ra luôn, còn lại một chai nữa. Mấy năm nay thằng Khanh ấy nhỉ? Lâu lắm cái gì thằng Khanh? Lâu lắm lắm cái gì đấy. Còn cái bằng đấy nhưng mà. Rất nhiều. Hôm nay trẻ hơn cái đợt chặt trước thằng Khanh. Ừ, hôm nay nhìn Khanh trẻ hơn. Không cũ mà. Nó bảo cái gì đấy không? Nó bảo tại vì nó cạo râu đi. Đúng rồi. Để dâu, em đang định nói là để dâu xuống xào. Nếp chân mustard. Để dâu xuống có khác thật đấy. Yeah, nếp chân mustard. Anh bọn em đậu đúng ra đâu. Dâu có dài cái đâu mà có thể dâu. Nếp mustard. Để ớt và ít tuổi nữa, để dâu cũng kinh. Lúc anh nhìn cái dâu còn phải mua đâu ấy. Để đau phân bởi. Rồi anh nhìn bóp ra, à thằng này thằng này là nó để dâu ở quá trời luôn. No, it's on my mustache, right? No, it's in real life. Not in real life. Only in the pictures.
Oh, I grew a full mustache. Yeah. I can grow a mustache better than anybody. It's good. I've been doing it forever, though. I have that mustache like a whole year. Yeah, you're the Mexican. Ai cũng ăn bắt đầu chơi mình giỏi chưa? Quát cho nó biết quát thử góc lại. Kệ nó mà. Kệ nó. Không có quan tâm đến nó. Đây, kệ nó. Đây, kệ nó. Đảm bảo cũng nhiều luôn. Mà ăn. I'm not saying you're not. No, but the people are stupid. They're like, oh, I'm a city. They don't know anything about that. Right? They just keep growing. Cái này là mình nói gì từ đầu ra thôi, tất nhận mấy cho chồng về còn mày đáp nữa, mày già cũng ra, mày già nó chuyện nào mà mày đâu có mày giải qua cái gì nữa, mày có chút xem anh ơi, mày đi về ghế mày đi xem anh, mày già nhà rồi sao đấy, bảo anh thì thôi rồi tao, quay gì, 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 quay gì
I don't know how to use this thing. Hey, don't enable. Unravel this. Ready? Look at these cookies. Hold on, I don't know how to use this thing. Look at me using this stick. Wow! Okay. It's a crack. So you're not being here and locked. It's okay, my hands are fine. I can't lie.
Her, I guess Lisa wants to touch it again. And she's now taking the proper thyroid medication? Thyroid medication, yeah. She was invincible. Is she taking levothyroxine every morning? No, she's taking something. So she has hyperthyroid. She's hyper. That's why she's so little. Which one doesn't want that makes you skinny? Hyper. And hypo is fat. But the thing is with it is if you're not compliant with the medication and you leave it go too long, you become the reverse. If you're hyperthyroid, you lose too much and then you become hypo. Mà nó cứ lặp đi lặp lại đi theo nó đó. Thì nó ghi vào. Thì ra là gắn vô má. Kết quả đấy. Đậu phá. Kết quả đây là mới đầu ngon. Chị ấy lấy giỏi. Chị ấy lấy đậu phá hay đấy. Đúng như thợ bán. Giúp đồng bào ta ngang cửa ta nhà máy đâu. Mãi đâu có bỏ chất luôn. Rồi. Tại sao mình có thể Tân ơi, các bạn đốt hai chú cháu mình luôn á. Nó xây, nó mua xe mà sẽ đi cho hai chú cháu mình đi nha. Nhà luôn. Nhà to luôn. Đó rồi. Bye bye. 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 Bác này. Ok. Để ngủ nhé. Xong.